Xin chào các bạn. Trong video clip ngày hôm nay, Thiên Long vui vẻ sẽ chia sẻ với các bạn các kiến thức tổng quan về PHP cơ bản. Thì PHP cơ bản sẽ nghiên cứu 15 nội dung theo cái sơ đồ tư duy mind map sau. Đầu tiên là phần một nhỏ là giới thiệu về PHP. Thì phần giới thiệu về PHP này thì sẽ nghiên cứu về các nội dung ví dụ như là khái niệm PHP này, về tác dụng của PHP này, rồi PHP được cơ quan tổ chức hay đơn vị hay cá nhân làm sáng tạo ra, lịch sử ngành phát triển PHP này, cộng đồng sử dụng PHP này, và các chương trình hỗ trợ cài đặt cho PHP. Tiếp theo là phần hai nhỏ là khái quát về PHP. Khái quát về PHP thì sẽ tìm hiểu thứ nhất là về cách xuất, cách khai báo một file PHP này, khai báo một vùng làm việc PHP này, rồi cách xuất dữ liệu ra ngoài trình duyệt trong PHP này. Phần 3 là phần biến trong PHP này. Biến trong PHP thì sẽ tìm hiểu về khái niệm về biến trong PHP này. Biến trong PHP là gì này? Biến trong PHP có tác dụng gì này? Ký hiệu của biến này, cách khai báo biến này. Đấy. Cái vai trò của biến trong PHP. Phần 4 nhỏ là chức hàng trong PHP. Thì cũng tương tự như biến thì cũng hàng cũng có các nội dung nghiên cứu gồm có thứ nhất là khái niệm này, rồi phân loại hàng này, rồi vai trò tác dụng của hàng này, rồi cú pháp khai báo hàng trong PHP này. Phần 5 là chuỗi và các kiểu dữ liệu trong PHP. Thì nghiên cứu về chuỗi thì cũng có khái niệm chuỗi là gì này, rồi các kiểu chuỗi này, rồi tiếp theo là các kiểu dữ liệu trong PHP này, gồm có kiểu dữ liệu là gì này, rồi phân loại các kiểu dữ liệu này, rồi vai trò tác dụng của các kiểu dữ liệu trong PHP này. Phần 6 là toán tử trong PHP, thì sẽ giới thiệu với các bạn là toán tử là gì này, rồi các loại toán tử trong PHP này, rồi sẽ đi sâu vào tìm hiểu các loại toán tử ví dụ như là toán tử số học, toán tử logic này, rồi các loại toán tử khác, vân vân. Rồi các cái biểu thức 7 là nghiên cứu về các biểu thức điều kiện trong PHP. Thì các biểu thức điều kiện đây chúng ta sẽ nghiên cứu với các biểu thức điều kiện if này, rồi if else này, rồi các biểu thức điều kiện khác và ứng dụng của các biểu thức điều kiện này trong PHP. Phần 8 là chúng ta sẽ nghiên cứu về vòng lặp trong PHP. Thì có một số các vòng lặp cơ bản như vòng lặp for, vòng lặp while, vòng lặp do while. Rồi phần 9 chúng ta sẽ nghiên cứu về các phương thức truyền nhận dữ liệu trong PHP. Đấy, thì gồm có phương thức post và phương thức get này, rồi các phương thức truyền nhận dữ liệu này trong PHP này. Phần 10 là chúng ta sẽ nghiên cứu về dữ liệu kiểu mảng trong PHP này. Thì chúng ta sẽ nghiên cứu về khái quát về mảng này, rồi các phương thức truyền nhận dữ liệu, rồi lấy dữ liệu trong một mảng này, khai báo một mảng này. Phần 11 là chúng ta nghiên cứu về hàm trong PHP này, gồm có khái niệm hàm này, cách xây dựng hàm trong PHP này. Phần 12 là chúng ta sẽ thao tác với file trong PHP này, gồm có khái niệm file này, rồi các cái nội dung nghiên cứu trong cụ thể ở trong file này. Rồi, phần 13 là quy trình upload file, xây dựng cho chúng ta cách mà upload một file lên trình duyệt. Phần 14 là quy trình download file, hướng dẫn chúng ta xây dựng cái cách thức để xây dựng PHP cho việc download một cái file trên trình duyệt về máy tính này. Rồi phần 15 là session và cookie này. Session và cookie. Thì trong PHP cơ bản chúng ta sẽ nghiên cứu 15 nhóm vấn đề này. 15 nhóm vấn đề này. Trong PHP nâng cao thì chúng ta sẽ nghiên cứu các cái nội dung cụ thể và chuyên sâu hơn trong PHP nâng cao. Trong bài học ngày hôm nay mình chỉ giới thiệu với các bạn khái quát về 15 nhóm vấn đề trong PHP cơ bản. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần sau.